Đây là máy cắt bàn chuột đây à? Vâng, cắt bàn chuột. Nam Đô đang phải có bàn chuột chuột quá. Bàn này mới xịn này. Dạ. Vâng. Máy dán cạnh bên kia phải không anh? Đây cũng máy tua bi đây. Đây hai cái cưa bàn trượt đây. Vâng. Anh ở quê đâu anh Toán nhỉ? Ở Nam Định em Thái Bình đây. Lô này mang đi Phú Quốc phải không anh? Lô này của anh Minh phải không? Vâng. Bao giờ thì mang ra Phú Quốc đây anh? Dường là cái này là đầu dường à? Đầu dường chắc đầu dường đấy. Đây nó kiểu bọc áo mưa ấy, chỉ là nó sáng rồi. Dạ vâng, bọc áo mưa rồi. Bọc áo mưa. Không, nếu bóc ra tí. Dạ vâng, không sao. Không sao, cứ cố nghĩ là đây. Thế rồi. Mình không có áo mưa có sao không anh? Vâng. Dạ, không sao cả, gì đâu. À vâng, vâng, vâng. Có gì đâu. À. Nó chỉ có... Đây mới làm một ý, còn trong cửa hàng khoảng hơn.